Hello và xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong video lần này. Và các bạn có thể biết rằng là mình đang ở bản đồ vũ trụ xây lại. Vũ trụ này thì tôi rất là thích, cực kỳ thích luôn. Và anh em biết rằng ấy, hãy ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video để mình có động lực làm những video hay hơn, tuyệt vời hơn cho mọi người cùng xem nhé. Để tôi xem khởi đầu thì tôi sẽ được trang bị gì và những vị tướng nào nhá. Ok, khởi đầu có một con AC này. AC và G4. Thì chắc chắn ấy, chắc chắn rằng mình sẽ liên tưởng tới đó chính là đội hình hộ vệ vũ trụ rồi. Vũ trụ hộ vệ rồi. Rồi vậy thì khả năng thì mình sẽ cố gắng làm một video về kiểu vũ trụ mọi người nhá. Vũ trụ hộ vệ. Mình sẽ dắt vàng luôn mọi người ạ. Nếu mà dắt vàng được thì mình sẽ cho nó full 3 sao luôn, là một thử thách như kiểu là vũ trụ hộ vệ dắt vàng, như thế nó sẽ tuyệt vời nhất. Xin thông à? Anh em thấy không ạ? Nói chung là game này thì ông gọi là đội hình vũ trụ hộ vệ đã độ rồi đấy. Đã độ tôi cực kỳ nhiều rồi, vậy thì phải chơi thôi. Phải chơi thôi. Wow, ông này thì có vẻ như kiểu là gì đây, để xem nào. Khởi đầu bằng anh em biết rồi ấy, kiểu AC thì mình nghĩ là một con tướng thì nó kiểu là ta. Nó là một tướng được yêu thích nhất ở trong đội chơi lý này và được đã được gọi là trong 3 mùa rồi, 3 mùa liên tiếp rồi mọi người nhá. Ở mùa mình nhớ thì nếu mà AC mà ấn tượng nhất ấy là ở mùa 2, nó thuộc hệ dạng ngọc. Là một vị tướng 4 vàng hệ dạng ngọc rất là mạnh. Thì cái hệ ngọc ở mùa 2 thì đúng thật thực sự là nếu mà nên chơi thì đúng là lên đỉnh thật. Và ở trong cái mùa 4 ấy thì nhiều gọi là cái gọi là Riot ấy nó sáng tạo ra nhiều cái thứ hay ho hơn, rất là hay. Đó chính là nếu mà skin, oh, 'cause I don't like the person within, oh, I know I'm
Wow, bây giờ đeo đi chợ là mình sẽ lấy có cái thìa mọi người, cái thìa hấp dẫn chưa? Nếu mà có thìa trang bị thìa này thì mình sẽ chế tác một gì đó. Wow, mất thìa rồi. Không này mất thìa rồi. Cay vãi. Thì bây giờ mình sẽ lấy trang bị ở đây nhỉ? BF này. Thôi lấy BF để sâu zin cho AC đi mọi người nhá. Ok, sâu zin cho AC. Game này khả năng mình sẽ dát vàng vũ trụ hộ vệ mọi người ạ. Ok, để xem nào, bây giờ thì mình sẽ eco vàng ở level 5 đi. Mình sẽ eco vàng ở level 5 và Ron kiểm là chính là... Ui, ôi số chết rồi. Ông này thì đã có cho mình là tận Rakan 2 sao, xin thông nữa. Có vẻ ông này đang gọi là tranh cướp, đó chính là đội hình vũ trụ bảo vệ mình rồi. Mình đã không thích cạnh tranh mọi người ạ. Mình không thích cạnh tranh. Mình muốn gọi là một game kiểu nhẹ nhàng thôi, cạnh tranh mệt mỏi lắm. Ôi trời ơi, bị đấm rồi, đấm vỡ mồm rồi. Xin thông 2 sao. Oh my god. Game này thì anh có thể như kiểu là như này này. Game này thì cái hệ hộ vệ mọi người ạ, nó chia đều cho những gọi là 8 người trong đội hình rồi hay sao ấy. Bởi vì mình check map một chút thì có vẻ như kiểu rất là nhiều anh em cũng đã có gọi là xin thông cộng AC cộng với cả là Rakan nữa. Mà mình thì anh em thấy mà nó cái màn cái round gọi là cái danh sách chọn tướng ấy thì nó toàn hiện con hộ vệ vũ trụ này, thì mình nghĩ là như vậy rồi, khả năng như vậy rất là cao đây. Ok, thì bây giờ thế thì cạnh tranh hơi cao đấy, có sự quầy. Nocturne cầm nó xét luôn nào, ông căng vậy ông, khô máu vậy, mới khởi đầu thôi mà đã khô máu vậy rồi sao hả? Khô máu vậy sao, chết rồi, có vẻ thua sấp mặt lờ rồi mọi người ạ, thua sấp mặt lờ rồi, ôi giời. Không chọc chết nổi cóc mo luôn mọi người ạ, vãi chưởng không. Ok, bây giờ thì kiểu sao ta, trang bị ra thì mình chỉ hy vọng nó ra về kiểu sâu zin đi. Nếu như mà nhân phẩm cao làm của AC3 sâu zin thì cũng hay, cũng chất lượng, cũng nhiều anh em cũng bảo về mình làm về trang bị đó ha, AC3 sâu zin hoặc là xin thông ba giáp máu, những trang bị đó thì nó sẽ giúp mình có thể gọi là thể hiện nhiều. Ui thiếu. Để thôi, từ từ đã. Đợi nó ra hết rồi mình sẽ nhặt sau để có nhân phẩm hơn. Khả năng là Neko ấy, mọi người ạ. Bởi vì thìa thì cái map Rock Free này cũng khả năng là thìa cao. Ui, có Neko thìa. Thìa luôn. Thì bây giờ cái thìa này thì mình sẽ lắp một cái hộ vệ nhân tạo đi. Bởi vì trên người, anh em thấy không? Trên người sinh thông đang có một cái đai máu sẵn rồi đó. Vậy nên bây giờ mình có thể lắp cho một cái là hộ vệ nhân tạo cho một con tướng nào đó. Cái điều này hơi khó khăn này, cái hơi khó nhất là kiếm một vị tướng nào để lắp hộ vệ nhân tạo đây. Bởi vì tôi thì làm rất nhiều về hộ vệ rồi, tôi làm rất nhiều về tướng hộ vệ vũ trụ rồi. Nhưng mà để tôi suy nghĩ xem có nào tôi chưa làm một con về hệ hộ vệ nhá. Để tôi suy nghĩ xem, hệ hộ vệ thì nó sẽ là mỗi khi dùng skill sẽ được tăng một lượng giáp, tăng một lượng giáp ạ. Và anh em để biết rằng là mỗi lần tăng lượng giáp
Thì nếu mà muốn huyền nhân tạo thì mình sẽ chỉ chơi những con tướng mà mỗi lần dùng skill sẽ được một lượng giáp. Vậy nên thì những con hộ vệ ấy mà chất lượng ấy, đấy anh em nên nhớ này này, muốn những hộ vệ mà chất lượng ấy là những con dùng skill này, một là skill nhiều và nhanh, hai là lượng mana ít. Nó sẽ giúp cho cái hệ hộ vệ kích hoạt được nhiều hơn mọi người nhá. Bùm bùm, ok, cạnh tranh skill khá là căng thẳng rồi. Ông này là chơi tiên phong, tiên phong mình thì có AC sâu zin nên là ông này ui có vẻ như kiểu mình ôi đang đánh nhau bị ông Gnaw hất tung phát này thì chết tôi rồi, xong xèng rồi. Nhưng mà bây giờ ok 3-1 thì không chột cũng què rồi mọi người ạ, 3-1 không chột cũng què rồi, nên là ông Bobby này cũng sắp chết chết rồi mà. Ồ, AC này, anh em đánh không ạ? AC nó rất nhiều. Blitz rank á, wow. Ok, mọi người, mình nghĩ rồi, đó chính là Blitz rank hộ vệ đi, ok mọi người nhá. Blitz rank hộ vệ, tuyệt vời. Blitz cánh hộ vệ, ok. Nhưng mà kiểu Blitz cánh hộ vệ thì trang bị của nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ là kiểu một cái quyền năng khổng lồ đi, quyền năng khổng lồ để cho nó khổng lồ hơn. Họ cộng thêm một cái sâu zin nữa, như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ kiểu cực kỳ mạnh. Ok, cho nó cái này trang bị này ngon rồi mọi người này, cho nó cái quyền năng khổng lồ nhá. Bây giờ chủ yếu là Ron kiếm Blitz 3 thôi. Blitz 3 sao với cả kiểu dát vàng luôn, kiểu AC với cả xin thông nữa. Blitz này ok. Wow, tuyệt vời nhỉ. Nên game này Ron khá nhân phẩm nha anh em. Ron này game này Ron khá là nhân phẩm luôn. Blitz với cả kiểu AC mình con đấy ra rất nhiều, những con mình đang xác định chơi ấy thì nó ra rất là nhiều luôn, rất là tuyệt vời. Nhưng mà thằng Chan ui. Darius này, Jayce 2 này. Bụp. Anh em nên biết này nhá. Con AC mà gặp thằng Gravette ấy thì đúng tắt điện thật, cho dù nó cầm 3 sâu zin chăng nữa ấy thì gặp Gravette ấy nó mù thì cũng không không thể kích hoạt thì nhiều cái sâu zin. Ui. Ui, Darius kìa. Bổ kìa. Win nổi không? Win nổi không? Không win nổi đâu. Con Jayce mạnh lắm, nó bổ phát thì chết rồi. Oh.
Bây giờ chỉ còn 3 con AC thôi mọi người, 3 con AC là lên 3 sao. Ok. Ba con AC nữa. Mình sẽ chỉ kiểu hai Bron ở level 7, hay level 5 thôi. Và level 6 tầm đấy thôi. Này thì pháp sư này. Blade ơi, đấm các bạn đi các bạn Blade ơi. Đấm các bạn đi. Rồi ok, round này xem nào. Trang bị giờ kiểu có kiếm cái soul zin được anh em ạ. Kiếm cái soul zin được này, ổn định này. Ok, ui đai máu à, BF à. Mình cần soul zin cơ. Cần soul zin cho Blitz thì đúng bán đạo luôn, trang bị bán đạo cho Blitz luôn. Có nghĩa là mỗi lần sử dụng skill thì Blitz sẽ được một lượng giáp. Rất là hay. Để xem bấm chết ba các bạn luôn. Các bạn tuổi gì đấm chết các bạn luôn. Ông này có Sako các bạn, Sako có mặt chiến đấu này, khá rất lạ nha, lạ lẫm nha. Sako có mặt chiến đấu à? Nếu mà ông này khỏe khỏe tí á, mình sẽ copy ý tưởng này, mình sẽ làm mọi người nhá. Mình sẽ gọi là tiếp thu ý tưởng với những anh em thôi. Anh em có gì có cái ý tưởng nào thú vị thì hãy mình phải kiểu là sao ra mình sẽ tiếp thu mọi người nhá. Mọi người có ý kiến gì, có một cái gì hãy góp ý ở dưới để mình sẽ làm cho anh em xem. Ok, một con AC cuối cùng mọi người ạ. Chỉ một con cuối cùng nữa thôi, chúng ta lên AC 3 sao này. Game nhân phẩm thật đấy. Rồi, búp. Blitz đúng không em thấy ạ? Anh em thấy sức mạnh của Blitz có rank chưa ạ? AC 3 sao, ok. Ui, thằng cha này. Anh em thấy mà, ui, Temo à, Temo cầm quỷ thư à, căng thế. Còn mà chơi tiên phong xạ thủ mọi người ạ. Còn quỷ thư này thì đúng khắc chế đội hình của mình rồi. Vũ trụ gặp quỷ thư đúng như kiểu là nước gặp lửa rồi. Rất là căng. AC ơi, cố lên ông ơi, cố lên ông ơi. Ôi, trước khi Temo chết thì nó lại bồi thêm một quả bom nữa. Nên là con AC của mình sẽ không được lượng hút máu nhiều rồi. Khá là nhỏ, ok, clear rồi, bị clear sẽ cực mạnh rồi.
Nhìn thằng Gna nó kiểu thắng nó quẩy nhìn ngứa mắt quá nhở. Đấm hả? Trang bị thì anh em thấy không ạ? Có một con Dasua. Con Dasua cầm một cái giọt nước mắt. Nhưng mà ui con này cũng lấy mất rồi. Như anh em cứ bảo cho ta mình làm video là kiểu là chúng ta đánh chung với 4-5 người hay là đội đánh chung một team. Tôi nói anh em nhé, không, tôi nói anh em, tôi đối anh em ấy, đối anh em chơi kiểu thế đấy. Tốn thời gian vãi trưởng luôn, mà chắc gì đã được. Ok, mình lấy cái con Zana cầm, mình có lấy con Rumble nhá, cầm tay máu nhá. Đâu kiểu cho ta sắp xếp 8 người vào đánh thưởng hả? Đâu chơi dùm được cái. Đâu phải, chẳng lẽ bây giờ chẳng lẽ ra quán net à? Rồi gọi 8 máy, rồi xong bật lên 8 thằng, thuê 8 thằng chơi cùng. Cái gì vậy? Anh em nghĩ bọn nó rảnh để chơi cùng ông à? Hay chúng ta phải thuê? Nếu ông rất là tấu hài, cực kỳ tấu hài luôn. Rồi, đai máu à? Nếu mà Blitz Rank cầm đai máu cộng với cả trang bị hồ vệ ấy, thì nó sẽ được thêm một chút lượng máu ấy, bồi thêm một chút giáp, khá là hay. Và nếu cái kiểu là game này thì nhiều anh em chơi không hồ vệ quá, nhiều anh em chơi vũ trụ hồ vệ quá nên mình ron không ra nhiều anh em ạ. Chứ thường tầm như này ấy, mình sẽ phải tầm có xin thông 3 sao với cả Rakan 3 rồi cơ. Ôi trời, đa đã ốt kìa, ông này dắt vàng vãi trưởng chưa. Một con Deco đã lên cô đơn của 3 nữa chứ. Rồi có vẻ mình thua rồi, không thể thắng nổi đâu. Ôi, Blitzcrank nó bổ phát vỡ đầu rồi. Nó bổ phát vỡ đầu, Blitzcrank này thì đỡ thế nào ạ? Đỡ thế nào ạ? Ôi dồi ôi, thua đậm đà mà sắc dân tộc Việt Nam luôn. Đậm đà lắm mọi người ạ. Ôi dồi ôi, ba con nó hấp diêm con AC này đỡ thế nào ạ? AC mỏng manh dễ vỡ mà. Ôi dồi nó bổ kìa, nát đầu. Căng vãi. Ông này thì Neko chuẩn bị 3 sao anh em ạ. Mình thì ron chật vật, nãy giờ cũng chưa có kết quả gì nhiều. Không thấy Blitzcrank đâu. Ok, có vẻ những con tướng 2 vàng 1 vàng này không chịu xuất hiện với mình rồi. Nó khá là phản bội mình. Mình sẽ tìm kiếm sau đi ha. Nói chung không nên từ bỏ mọi người ạ. Không nên từ bỏ quá sớm ha. Rồi gió cũng sẽ ra thôi. Ui, hất tung. AC ơi, cố lên ông ơi, cố lên ông ơi. Bắn một phát đi là chết. Ui, hên vãi trưởng luôn. Anh em thấy không ạ? Cái phát rời của AC nó chạm mặt con hai tướng này trước khi mà cái viên bi của con Syndra chạm vào người của AC. Nên là AC cũng chết nha. Chứ phát đấy mà không chạm vào người, cộng được 636 máu thì chắc là mình bị thua round này nữa rồi. 43 máu, lượng máu khá là nguy hiểm rồi. Lượng máu đang trên đà nguy hiểm ấy. Round 4.7 mọi người, round 4.7 rồi thì bây giờ khả năng round sau mình sẽ up lên level 7 đi. Ôi Blitz này, lấy luôn nhá. Kiếm thêm nhẹ thằng Blitz nó đi. Round sau mình sẽ up level 7 cho Caitlyn vào mọi người nhá, cho Caitlyn vào để kiếm thêm hệ thời không và cả xạ thủ nữa. Ok. Bây giờ thì nếu mà ra đỏ giọt nước mắt thì ngon, ra đỏ nước mắt thì đúng là mình sẽ mạnh hơn rất nhiều. Blitzcrank sẽ kéo nhiều hơn và lượng giáp boost lên nhiều hơn rất nhiều. Nước mắt không? Không phải găng à? Găng thì tôi cũng không cần lắm. Ủa thiếu. Oh shit. Bây giờ thì để xem nào, để xem nó là găng hay thiếu nhá. Rồi một cái chắp lưới này. Wow, hai con tướng 4 vàng, không cần thiết cho lắm mà lại ra nhở. Edril à, run một chút nha, run một chút rồi lên cấp đi. Ok, Caitlyn vào. Chúng ta có lúc nãy biết thấy mình lấy con Blitz cầm cái gọi là cái cung gỗ ngon rồi ha. Lấy Blitz cầm cung gỗ thì mình đã có trang bị, đó chính là Blitz cầm kiểu hai cái này là hai cái trang bị khổng lồ rồi. Mình sẽ tí nữa nếu mà ra đi chợ này có một cái gọi là cái trang bị kiểu là găng bảo thạch, mình sẽ lấy luôn găng bảo thạch nhá. Lấy cả mặt thạch cho AC luôn, làm AC full chí mạng luôn. Bây giờ chỉ ron kiếm Blitz thôi, Blitz 3 sao thôi. À, top 1 khỏe quá anh em ạ. Top 1 này phải có Ugot nha. Có Ugot thì may lại ăn lại ông top 1 này.
Blitz đâu rồi ông ơi, ông trốn đâu rồi Blitz ơi. Tìm ông nãy giờ rồi. Mình đem một cái là game này có rất nhiều anh em chơi kiểu sinh thông, chơi kiểu vũ trụ ấy, và nên là mình toang quá. Nhiều anh em chơi quá à? Mình không thể nào cạnh tranh nổi. Bây giờ ông này là Temo này. Giờ hin này, ui, giờ hin này cắt chưa? Giờ hin mắt gắt mọi người ạ. Trang bị giờ hin gắt vãi trưởng luôn. Ui, ông này để cho mình kéo hẳn con Gna vào, ghê vậy. Choáng ACE ơi, ông CC ơi, choáng ông ơi. Đúng rồi, ok. Có vẻ ông Gna chưa không được chơi điện tử rồi. Không được chơi điện tử đâu ông ơi. Blitz hộ vệ ông ạ. Blitz hộ vệ trâu lắm bạn ơi, nhưng mà chưa lên 3 sao thôi. Bây giờ chỉ cần Blitz 3 sao thôi thì khả năng mình sẽ win ông top 1 này. Top 1 rất là khỏe luôn. Blitz này. Blitz anh em, ok, khả năng lên 3 sao đấy anh em ạ. Khả năng 3 sao là cao rồi đó. Ok, chúng ta có Blitz 3 sao nhá. Rồi ok, Blitz 3 sao hộ vệ. Ông top 1 này, ông top 2 này. Wow. Wow, xin ra 3 sao anh em ạ. Chúng ta phải cẩn thận với con cha này. Rồi ok, chúng ta gặp top 1 rồi. Một mạng, ui sổ one hit luôn, tuyệt vời. Blitz 3 sao khác. Nhưng mà vấn đề quan trọng là thằng Darius này bá đạo quá, vãi trưởng chưa. À, ăn quả mà tặc vào mồm. AC ơi, cứu team ông ơi. AC, what is... cái đéo gì vậy AC? What? Nó bắn cái gì vậy anh em? What the fuck AC này? Oh shit. Wow. Bắn xịt được thì tôi cũng lạy ông rồi đó. Tôi cũng chịu. Bó tay chấm com. Ma pha đấy bắn xịt được ạ. What the fuck. À ông xin thông ngon đấy nhở. Lấy xin thông rồi có thể lên úp luôn xin thông 3 này. Mà mất rồi, khả năng mất rồi. Má cay ghê không, không lấy được. Ok lấy tim băng đi. Đấy, thằng cha top 1 này con đa đốt chất lượng quá anh em ạ. Đa đốt của thằng cha top 1 này chất lượng vãi cả trưởng luôn. Thêm cả ông Neko 3 sao nữa. Neko 3 sao đồ này. Khó chơi thật. Bây giờ chỉ có Ugot thôi anh em ạ. Giờ chỉ ông kiểu ông trời độ cho Ugot thì may ra win được game này thôi. Bây giờ chỉ có ông trời độ cho Ugot thì may ra win được game này thôi. Còn không thì có vẻ hơi củ chuối đấy. Này ông này thì ui. Cha này gắt thế nhở, dắt vàng luôn. Game này anh em có phải thích dắt vàng nhở. Level 6 dắt vàng anh em này. Anh em nhìn thấy ạ, level 6 này. À, con Victor thì một kéo là chết rồi nên là không thể tính tiền Victor nhá. Chủ yếu là mấy ông kia thôi. Ok, để qua đây đi. Victor chỉ một kéo one hit thôi anh em ạ. Blitz 3 sao thì một kéo là one hit thôi, không phải nói nhiều. Một mạng, wow. Có vẻ như kiểu là hơi bị sai sách. Blitz support, Blitz hộ vệ. Rồi, chủ yếu top 1 thôi, còn mấy ông này cũng dễ nhai thôi. Wow, ông này ông win top 1 à? Ông top 1 chỉ có thằng đang đỡ thôi, mình chỉ còn một cái giáp hồi sinh thôi mọi người ạ. Chỉ một cái giáp hồi sinh hoặc là một cái vuốt rồng thôi là mình ăn thằng cha top 1 vô tư luôn. Đó là điều quan trọng. Game này thì anh em chơi hộ vệ nhiều quá là mình không lên được xin thông 3 sao. Tuy chỉ còn 2 con nữa thôi là úp 3 rồi nhưng mà Ron mãi không ra mọi người ạ. Tuy chỉ còn 1-2 con nữa nhá mà Ron mãi không ra luôn. Ôi, cắt 3 sao. Sako 3. Ghê vậy, game này anh em có vẻ thích dắt vàng nhờ. Ôi, thằng cha này giờ hin còn còn có cả. Ôi, giờ hin còn có cả ấy nữa anh em ạ. Giờ hin còn có cả Janna nữa, thật chết rồi. Phát này nó gọi bằng nhập, ông này phát thì nó gõ cho phát thì cũng tắt điện luôn. Rồi gặp luôn anh em ạ. Auto chat Dota 2 gặp luôn này. Ui, cũng có AC à? À,
À, vãi trưởng kìa, anh em đang bắn rồi. Ok, hên thế nhở, ui hên vãi trưởng luôn. Ô, oh, hên thế. À, Caitlyn đúng lập công lớn luôn anh em ạ. Hên nó còn Caitlyn nhá. Caitlyn lập công lớn đấy, không thì mình thua rồi. Hên vãi trưởng. À, cái này nó rờ phát con giờ hên đi đi viện tỉnh luôn. Oh shit. Nhiều khi đúng thật, nhân phẩm nó độ. Ui, ok, tuyệt vời nhá. Chúng ta có giáp hồi sinh. Bây giờ thì tôi nói nhá, cái ông Darius, ông tuổi gì ông bổ phát gọi là liên tiếp được nữa hả? À, Iran bùa đỏ à, căng căng vậy. Thằng cha này có vẻ bùa đồ gắt nhờ. Rồng à, rồng thì mình có vẻ không cần cho lắm. Rồng có vẻ không cần cho lắm các bạn mọi người ạ. Có Ugot thì quá ngon đúng không ha? Ugot bây giờ thì có làm quả Ugot 3 sao. À, Ugot lên thì mình sẽ có. Bây giờ thì lúc ấy mình quăng á, mình vứt con Neko nhiều quá nên giờ nó không chịu ra cho mình nữa. Bây giờ không lên cấp thì khi nào lên đúng không mọi người? Bây giờ không lên cấp thì khi nào lên? Còn Neko, căng bằng lăng, Thresh, Lulu. Rồng. Ok, xin thông 3 sao. Top 1 anh em ạ, chủ yếu sang chơi top 1 rồi thôi. Ao, Hiếu Baby à, ông này chơi đội hình gì đấy? À, Temo à. Bây giờ thì anh em tin sự tin tưởng vào con gọi là xin thông của chúng ta. Khá là khỏe. Cực kỳ khỏe luôn. Ui dồi ôi, má dồi hình nó bắn con dưới nó bắn con Blitz rank mọi người ạ. Nhưng mà có vẻ không sao rồi. Bây giờ khả năng vào top 1 chúng ta sẽ tăng lên cao rất là nhiều mọi người nhá. Ok, đi luôn này. Ông top 1 lại thua ông No Hero à. Cái này có vẻ một thời không. Ờ đúng rồi cơ nhỉ. Một thời không nữa à. Một thời không nữa thì mình sẽ lấy cái gì đấy. Ông top 1 này, ông top 1 này anh em thấy là đang để con cá, con fish này ở vị trí này để bắt cá tô đây. Đây, ông này thì no một hero nữa này. Wow shit, gặp luôn nhá anh em. Chết rồi không ổn rồi. Chết rồi, Blitz lại đứng ở vị trí này thì không ổn rồi. À ok 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 ok, Blitz khỏe trâu rồi đấy. Má, ông này có ma tặc mọi người ạ, có ma tặc chất lượng quá. Cái ma tặc thằng cha chất lượng quá. Blitz và đánh kéo, đúng rồi, hay quá. Game hay, trở nên hay hơn nhiều rồi. Chết đi ông ơi, chết đi. Blitz hơi bị khỏe không ạ, nhá. Blitz hơi bị trâu, đừng khinh thường Blitz. Blitz của mình mà giờ có một cái Soulzin này đúng tuyệt vời nha anh em. Có thêm một cái Soulzin nữa đúng chất lượng luôn. Wow, chuyện gì xảy ra vậy? Oh my god, Ugot luôn anh em ạ. Thế này thì easy rồi. Thế này thì ok, easy mọi người nhá. Bây giờ là easy rồi đấy, chính thức easy rồi. Ông tính chơi tôi hả? Đâu có dễ ông ơi. Chỉ cần xin thông đứng ở đây thôi là ông gọi là ông này tắt điện thôi. Này, à đù, ông này để cái bút bẫy để cho Blitz kéo mọi người ạ. Nhưng không sao, không sao, không sao. Không sao, Blitz ơi, Blitz ơi, Blitz ơi. Blitz ơi, ok. Có bách cực mạnh mọi người ạ. Combat cực mạnh luôn, combat cực mạnh luôn nha đại ca ơi, đại ca ơi. Còn ông à, còn con Neko thì cũng chết đi luôn chứ hỏi gì đúng không? Neko thì có sát thương. Tính tiền cho bạn Neko rồi luôn. Rồi ơi, Ugot chốt hạ bằng một pha kéo. Để xem ông pháp sư nào. Ôi, ông pháp sư lướt lực cho mọi người, ông pháp sư nhá. Ông pháp sư này đã giờ win hơi bị nhiều rồi đó. Ồ. Oh. Nói chung là không có trang bị liên quan đến Soulzin rồi thì mình sẽ lấy giáp máu đi. Mất rồi, mất máu rồi. Lấy cái này đi anh em ạ. Lấy cái hồ vệ nhân tạo nha. À, lấy cái vũ trụ nhân tạo nha anh em. Mình nghĩ là 6 vũ trụ vẫn ngon hơn.
Ok là một lít 3 hệ đấy anh em ạ. Và là một lít mấy hệ đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hệ. À thằng cha này, thằng cha pháp sư này anh em. Nãy giờ mình chưa gặp nó này. Nãy giờ mình chưa gặp thằng pháp sư này. Sáu vũ trụ mình cảm thấy ngon hơn nhá, ngon hơn nhiều. One hit. Wow, con này không chí mạng à? Một mạng. Một mạng. Ui shit. Thua. Sao mà thua được nó không anh em? Không thể thua được. Không thể thua được, Blitz chúng ta rất là khỏe luôn. Nó vừa trâu mà lại vừa có hút máu đó mọi người hiểu không? Có nghĩa là một kéo của nó sẽ hồi được rất là nhiều máu luôn. Ok. Bao nhiêu cấp lên level 6 được? Bao nhiêu vàng? Ui, 60 vàng cơ à? Căng nhờ. 60 vàng cơ à? 42 vàng. Rakan à? Ok, ông này. Lúc nãy anh em hiểu không? Lúc nãy ông này để con xin thông đấy. Ở vị trí này để cho Blitz nó kèo đúng không ạ? Thì bây giờ nhá, tôi sẽ làm một cái điều để cho thay đổi một chút không khí. Đó chính là bây giờ mình sẽ để bây giờ như này. Ok. Khắc vào. Ui chết rồi. Mình nhầm rồi mọi người, mình để con ấy rồi. Để mất con Ugot ở trên lên trên để bị mất dính ma tặc rồi. Không ổn rồi. Nhưng không sao, 6 vũ trụ cơ mà anh em. Hút máu như kiểu Kotech. Hút máu như Kotech bạn ơi. Tính tiền cho bạn luôn. Ui anh em thấy Blitz không ạ? Blitz cực kỳ khỏe luôn. À dính ma tặc này. Được 50 stack rồi nhưng mà dính ma tặc không thể xài skill được. Rồi. Vậy là cuối cùng chốt hạ đối thủ có thể đi vào chung kết chúng ta đó chính là ông pháp sư mọi người nhá. Và mình có thể úp lên đó chính là 9 6 vũ trụ luôn, à 6 hộ vệ luôn. Khá là hấp dẫn. Ui bộ xanh à, bộ xanh này cho AC anh em nhá. Cho AC vừa vào nó bắn luôn, bắn phát vào mặt thằng này luôn. Ok, tuyệt vời, game trở nên càng ngày càng hay rồi. Wow, ông này anh em thêm ông dắt vàng kia không ạ? Này, 1 này, 2 này. Victor còn 2 con nữa anh em nhá. Anh em nên nhớ là ông này còn 2 con Victor nữa thôi, là Victor 3. Đó là quan trọng đó. Hơi bị kinh khủng đấy. Nhân phẩm hơi bị căng đấy anh em ạ. Neko. Còn Neko thì mình làm quả con Ugot 2 sao luôn cũng được. Wow, ok. Mình sẽ úp cấp nha anh em. Rồi. Bây giờ thì cho AC cái món trang bị này, cho Neko vào, chúng ta có 6 vũ trụ 6 hộ vệ. Rồi anh em bây giờ check map một chút nhá. Ông này có gậy lốc này anh em, có gậy lốc này. Mình chủ yếu lốc cái cạnh, mình sẽ chủ yếu cái hack con đấy thôi, con dâu để đỡ ngủ thôi. Này thì Victor này. Khả năng là con Sinoran sẽ bắn bi vào mặt con AC của mình. Nhưng mà có vẻ không có cơ hội để bắn rồi. Blitz hộ vệ chúng ta rất là khỏe. Ui, one hit thôi anh em ạ. Vãi trưởng, ok anh em nhá. Hết game tại đây và anh em ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chào mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.